Thưa quý vị, Trung Cộng sẽ cải cách hệ thống tỉnh nguyện, tin từ Bắc Kinh. Nữ phát ngôn viên bà Phó Oánh của cuộc họp Quốc hội thường niên cho biết sẽ cải cách hệ thống tỉnh nguyện, bảo vệ người tỉnh nguyện trong nước. Theo lời bà Phó Oánh, Quốc hội sẽ cải cách hai đạo luật. Thứ nhất là luật thủ tục hành chính đã thi hành trong 20 năm qua để cho phép công dân có thể kiện chính quyền dễ dãi hơn. Thứ nhì là luật cứu xét hành chính đã có từ 14 năm trước nhưng không hữu hiệu vì người dân ít biết đến luật này. Tu chính hai luật này nhằm giúp nhân dân giám sát quyền hành pháp một cách hữu hiệu hơn, bảo vệ quyền công dân và công lý. Các nhà phân tích nói rằng, dưới chế độ Cộng sản, tòa án làm việc theo chỉ thị của đảng, cho nên dù Trung Cộng có cải cách pháp luật cũng không giúp gì nhiều cho người dân.